mình tổ chức nhất chi là hoành tráng và tạo cho các em đến một không khí rất là năng động, vui vẻ. Và không chỉ học tập mà các em còn giải tỏa những cái căng thẳng sau một năm học vất vả. Mình cảm thấy là trung tâm đã tạo ra được một môi trường rất thú vị và bổ ích, giúp các con năng động hơn, có nhiều sân chơi bổ ích, giúp các con giải tỏa căng thẳng khi học hành ấy, và mang lại cho các con được sự thoải mái. Cảm ơn trung tâm rất nhiều đã tạo sân chơi cho các con rất chi là ý nghĩa và giúp các con rèn được cái tính kiên trì này, cái này đoàn kết này.